Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay điện tử sáng tạo sẽ hướng dẫn đấu nối mạch ở MP3 Amperenier loại 1268U. Thì cái sản phẩm này bên mình bán ra rất là nhiều rồi, nhưng mà do yêu cầu của khách hàng đòi video, phải dùng từ đòi các bạn ạ. Bởi vì nhiều cái sản phẩm bên mình đăng lên ấy, giá rất là ok và khách chỉ cần nhìn qua mạch là cũng đủ biết được chất lượng sản phẩm rồi. Nhưng mà nhiều khách vẫn muốn cảm nhận âm thực tế. Hôm nay mình sẽ trả video các bạn nhé. Thì sản phẩm này thực chất là không có Bluetooth các bạn ạ. Các bạn sử dụng cổng USB để cắm USB để lấy nhạc, hoặc là dùng cái jack hoa sen này. Đó, có kênh trái và kênh phải. Ở đây thì có các phím tăng giảm âm lượng, nick bài và back bài. Đó, ấn giữ thì để tăng giảm âm lượng. Ok. Đèn báo nguồn. Ở đây hình như họ viết sai này các bạn này. Cái này hình như là phải là chế bộ mốt ấy. Đó. Thì ở đây có một điểm cực kỳ hay ở trên cái mạch này nha các bạn nhé, là cái âm lượng này các bạn có thể điều chỉnh được min max. Tại sao người ta lại làm như thế này? Bởi vì cái mạch này công suất, giả sử công suất rất là lớn 300W ấy, mà các bạn chỉ có cái loa 100W thôi, nếu cơ vô tình mà các bạn tăng âm lượng có thể bị làm hỏng một cái loa 100W, bởi vì công suất không đủ mà, cái loa không đủ mà nó sẽ bị đánh hỏng. Thì các bạn có thể giới hạn ở đây, giới hạn cái âm lượng tổng đó, mình gọi tạm gọi là cái âm lượng tổng ở đây đi. Đó, thì khi các bạn có ấn mắc cái âm lượng ở trên này thì vẫn không bị ảnh hưởng đến cái loa của mình. Đó, ok. Và cũng có một cái điểm đặc biệt gần đây thì mình cũng không hiểu sao là các mạch âm thanh thì người ta sử dụng cái nguồn mà có 3 dây, có chân rem này. Chân rem các bạn phải câu lên với chân dương nhá, thì mạch mới hoạt động. Đó, ok. Thì bây giờ đây là mặt đằng sau của sản phẩm này. Đó. Thì mặt đằng sau của sản phẩm thì cái này mình chưa bung nhá, thực tế là mình chưa bung ra đâu. Hàng này là hàng thanh lý thì nó mới có giá tốt như thế. Đó. Đó, mạch Class D để có quận cảm cực kỳ lớn này các bạn này. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối thử và test âm thanh cho các bạn xem cái độ hay của cái mạch này nhá. Mạch này đang cực kỳ hot luôn. Đó, thì cái chân rem thì các bạn kết nối lên với dương nguồn nhé các bạn nhé. Thì ở đây đấu nối cho các bạn xem nên là mình sẽ làm thủ công một chút. Còn không thì các bạn sẽ hàn cái dây, hai cái dây lại với nhau rồi siết cho nó dễ. Ở cái chân rem kia thì các bạn có thể tận dụng để làm một cái công tắc bật tắt nguồn chẳng hạn. Do mạch này công suất rất là lớn, tầm 300W, nên các bạn phải sử dụng một cái cặp dây khá là lớn một chút. Cái tiết diện dây bên trong lớn nhé các bạn nhé. Đây, nhưng cái này nó xoáy vẫn chưa chặt lắm này. Đây, mình sẽ giúp bạn Vương xoáy chặt lại cái này. Cái dài thì ra nó cuốn chặt hai cái lại nhau. Thôi được rồi. Chứ không được vẫn lòng. Vậy là được. Xoáy chắc tay một tí. Thì ok. Thì bây giờ mình sẽ cấp tín hiệu này. Tạm thời thì ở đây thì mình sẽ sử dụng cái nguồn 12V 5A. Cho mắc dòng là 5A các bạn nhé. Rồi ok. Khi chưa có tín hiệu âm thanh thì mạch ăn vào tầm của khoảng 300mA các bạn ạ. Tầm 0,3A. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử. We'll be right back.
Như các bạn thấy đấy, nếu mà mình để âm lượng ở mức lớn nhất thì cái loa của mình sẽ không chịu được, bởi vì con loa này chắc nó chỉ rơi vào tầm khoảng 150W thôi. Đó, mà cái mạch này nó rơi tầm khoảng 300W thì cái loa này không đáp ứng được. Đấy, nhưng lúc đầu mình nói với các bạn đấy, thì các bạn có thể sử dụng cái mức never này để chỉnh làm sao cho khi mà cái âm lượng mắc của cái mạch này. Bây giờ mình do cái nguồn này 5A sẽ không thể đáp ứng được khi mà mình mở mắc âm lượng. Cho nên ở đây mình sử dụng một cái kẹp cà sấu này, chuẩn bị sẵn một cái kẹp cà sấu này. Thì mình sẽ sử dụng cái kẹp cà sấu này để kết nối với lại một bộ nguồn ắc quy. Đây mình có con ắc quy là 12V 60Ah. Như mình set như thế này thì sẽ không ảnh hưởng đến loa nữa các bạn nhé. Mình có thể set cho tất cả các bộ loa đều có thể phù hợp và không sợ khi mà mình vặn mắc âm lượng có thể bị hỏng loa cả. Bởi vì nó sẽ có giới hạn min và mắc cho âm lượng rồi. Bây giờ mình sẽ test thử qua một bài nhạc. Nhưng mà do sợ bản quyền nên mình sẽ lấy bài nhạc cover thôi các bạn nhé. Sóng gió cover. Hello, của Khánh Phương đấy. Hello. Hôm nay Khánh Phương có một tua đi một chút ạ. Ngủ mơ đến khi em thở. Âm cực kỳ trong các bạn ạ. Em đâu có hay một ngày khi vô cánh bay. Từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự sinh. Thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hóa mây đen. Dù sao mỗi gia lý hương vương vẫn mãi bên thềm. Trời phiêu du có tìm một người thật lòng dẫu trời mênh mông anh nhớ em. Trên kia về vẫn có đôi sao trắng gió phù thề. Em mãi đứng xa cách tôi chẳng cố níu em về. Do cái mạch này là sử dụng dòng chip là Class D nên nó có một cái ưu điểm là cực kỳ là công suất cực kỳ lớn và tản nhiệt thì không quá bị nóng khi trong quá trình sử dụng. Nó không như dòng Class A hay là dòng TDA, nó sẽ khá là nóng khi mà mình sử dụng công suất lớn. Như vậy là mình đã giới thiệu xong bộ sản phẩm có mã là 1268U. Đây là thương hiệu của EX Porter MP P3 Amplier. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn, bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.